Đây là cái mẫu bút ghi âm với nhà báo tác nghiệp hay là nhân viên điều tra, hay một số bác mà thường xuyên đi ký hợp đồng lớn đấy và giao dịch với những số tiền lớn đấy, thì đây là một chiếc bút ghi âm mà các bác nên quan tâm nhá. Với một chiếc bút ghi âm này, các bác dễ dàng ghi lại bằng chứng, tìm ra sự thật vô cùng kín đáo và tế nhị nhá. Thì không nói nhiều nữa, bây giờ em Quang sẽ review chi tiết cái sản phẩm này cho bác coi. Đây, các bác nhìn này, nó cấu tạo hoàn toàn như một cái bút đấy, và cái bút này nó dễ dàng nó viết chữ được nhá. Đây cái ngoài bút, các bác nhìn này, đây cái ngoài bút này đó, và cái ngoài bút này nó dễ dàng nó viết chữ như ba bút thông thường, các bác nhìn thấy chưa? Đó, ký hợp đồng và viết chữ thông thường đấy. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là nó đây là một cái thiết bị ghi âm, nó giúp các bác ghi lại những âm thanh làm bằng chứng, tìm ra sự thật, phòng những trường hợp xấu có thể xảy ra để các bác sẽ ghi bằng chứng và tố cáo, ghi bằng chứng và tố cáo nhá. Rất đơn giản. Thì bây giờ em Quang sẽ hướng dẫn các bác cách để ghi âm đấy. Thì các bác nhìn này, đây là một chiếc bút thông thường đấy. Để thay vì các bác bật ở trên cái đầu bút này này, đây là cái đầu bật nhá. Khi các bác bật bút thế này để các bác viết, thì đây là một cái nút để các bác bật để ghi âm. Bác nhấn xuống là bác ghi âm, nhấn xuống là bác tắt đi, rất đơn giản thôi đấy. Và còn bên trong thế nào thì bây giờ em Quang sẽ tháo cái bộ phận bên trong cho bác coi. Đây, khi bác vặn cái bút giống như các bác vặn bút đấy, đấy vặn đôi như thế này này đấy, thì nó tách đôi như thế này để các bác giúp bên trong. Bên trong này có hai bộ phận, một mặt bên đây là cái ngòi bút, một mặt bên đây là một cái thiết bị ghi âm để các bác ghi lại tất cả những bằng chứng chứng cứ các bác nhá. Đấy, thì cái ngòi bút này các bác dễ dàng thay thế bằng cách là bác có thể dùng cái tu vít bốn cạnh này, bác vặn cái này ra này đó để bác thay cái ngòi bút. Và khi các bác đặt hàng bằng em Quang thì tặng thêm cho bác hai cái ngòi bút. Đây là hai ngòi bút các bác nhá. Đấy, hai ngòi bút, và cái ngòi bút này hình như là các bác ra mấy cái chỗ tiệm mà nhà sách thì các bác có thể dễ dàng mua và thay thế nhá. Đây là cái ngòi bút thông thường. Đấy, ok chưa? Đấy, cực kỳ là hay. Thì cái ngòi bút này em không còn bàn cãi nữa. Cái đơn giản thì các bác chỉ cần xoắn ra thế này, các bác viết và ký hợp đồng thôi. Đấy, xoắn ra thì ngòi nó hiện ra và các bác ký hợp đồng như thông thường như bao bút khác. Bây giờ em Quang sẽ quay sang thao tác cho cái bên bộ phận này. Bộ phận ghi âm là bộ phận quan trọng. Đấy, các bác nhìn này. Đó, cái này bác gài áo bình thường. Đấy. Và đây là cái ghi âm. Đấy. Thì trên cái bộ trong bộ phận ghi âm này các bác nhìn đó, thì có một cái thanh gạt đây này. Khi bác gạt sang cái màu chấm đỏ bên này này là bắt đầu thiết bị nó có thể là kích hoạt chế độ ghi âm. Đấy, để ghi âm thì bác chỉ cần nhấn bên đây để ghi âm và tắt rồi đấy. Đó. Tại sao mà nó có thiết kế cái chế độ này? Chế độ này nhằm mục đích để các bác tiết kiệm pin. Với thứ hai là thông thường nó vẫn như một chiếc bút thông thường. Đấy. Tránh những cái người khác người ta có thể dễ dàng phát hiện và nhòm ngó là thế này nhá. Thì bây giờ em Quang sẽ thao tác gạt cho các bác coi. Đây em gạt này. Để dùng ngón tay bác gạt sang thôi. Đấy, đơn giản này, em Quang gạt sang đó. Đấy nhá. Gạt như thế này là ok, là thiết bị nó đã bắt đầu, thiết bị nó hoạt động bác nhé. Đấy, thì bây giờ em Quang sẽ lắp cái bộ phận bên kia vào, em Quang sẽ kích hoạt cho bác ạ. Này, lắp bộ phận thông thường cho bác. Như thế là bắt đầu thiết bị đã hoạt động rồi, bây giờ các bác lắp như thế này để thông thường như chiếc bút khác. Đấy, thì bây giờ để ghi âm thì đơn giản các bác chỉ cần đây. Để biết ghi âm hay không, các bác nhìn ở dưới này, ở đây có một cái đèn nó phát sáng này. Đấy, đây bộ phận phát sáng này, nó hơi phát sáng thì để ghi âm thì bác nhấn xuống phát đây. Bác nhấn một cái là nó ghi âm, nhấn xuống như thế này. Đó là bắt đầu thiết bị nó đã ghi âm. Đấy. Khi nãy giờ nói cái gì bắt đầu nó đã ghi âm mà bác nhắc, nó kích hoạt nó ghi âm. Đấy. Thì để nhìn biết được ghi âm thì các bác đơn giản các bác nhìn ở đây này. Vì nó ban ngày nó khá là sáng. Các bác nhìn thật kỹ thì ở đây nó phát ra một cái sáng đỏ đỏ này. Là thiết bị nó ghi âm. Nó nằm dưới cái chỗ mà mình kẹp với này. Kẹp với cái bút này các bác nhá. Đấy. Nó nằm ở dưới bộ phận này đây. Đấy, để các bác để ghi âm. Đấy, nó đang ghi âm các bác nhá. Nó ghi âm thông thường như đấy. Và khi bác muốn tắt đi thì bác đơn giản, bác chỉ cần nhấn cái là tắt luôn, thấy chưa? Đấy, rất đơn giản thôi. Đây là một chiếc bút ghi âm vô cùng bí mật luôn, cực kỳ là chất và cực kỳ hay ho luôn. Đấy, thấy chưa? Và cái này bút ghi âm này nó lên tới 8GB, dung lượng lên tới 8GB nhá. 8GB là để giúp các bác 32GB thì nó quay 3-4 ngày, 8GB là em nghĩ là nó phải được 1 ngày. Đấy. 8GB là được 1 ngày các bác nhé, 8GB là bác quay liên tục được 1 ngày. Nhưng mà còn tùy thuộc vào cái lượng pin của cái này nữa. Pin cái này nó hoạt động cho các bác được 2 tiếng đồng hồ, tức là thu âm, ghi âm được 2 tiếng nhá. Tức là nó thiết bị nó tích hợp pin. Tất cả thiết bị điện tử đều hỗ trợ bằng pin các bác nhé. Đấy, cực kỳ là hay đó. Bây giờ các bác xong rồi đó. Các bác ghi âm xong, tắt xong rồi đúng không? Đây là khi bác ghi âm này, ghi âm bấm xuống này. Không ghi âm là tắt đi này. Khi bác ghi âm xong thì bắt đầu các bác lấy thiết bị này ra. Bây giờ các bác có hai cách. Một là các bác dùng cái USB này. USB này cái sạc này. Đấy. Các bác cắm vào. Đấy, các bác cắm vào cái này và bác truyền trực tiếp vào máy tính để các bác nghe lại tất cả các âm thanh. Hai, bọn em Quang có một bộ dây sạc như thế này, bộ dây để giúp các bác nghe trực tiếp luôn. Đây. Thì cái này khi các bác đặt hàng thì bên em có hỗ trợ cho các bác luôn. Để bác cắm cái này vào đây luôn. Đấy, bác cắm cái này vào đây luôn nhá. Đấy. Bác để nguyên như thế nhá, vẫn gạt sang cái chế độ màu đỏ như thế nhá. Đấy. Nhưng các bác tắt đi thôi, nhớ là tắt đi ở trên đầu nhá, tắt đi nhá. Đấy. Bây giờ các bác cắm cái này, nó hỗ trợ cho bác cái này luôn. Và bác cắm cái bỏ cái tai nghe này này. Đấy, các bác bỏ vào các nghe âm thanh lại luôn. Đấy, thấy chưa? Các bác bỏ vào này và bác lắp vào tai phone và lắp tai nghe, bác nghe tất cả lại những cái âm thanh mà bác ghi âm lại. Đấy, thấy chưa? Đấy. Các bác muốn nghe thì bác bấm vào đây bác nghe thôi. Đây bấm vào cái nút này này. Bấm vào đây bác nghe. Đấy. Các bác muốn kích hoạt nó to lên nhỏ thì các bác chỉ cần đẩy cái này đây này.
để cái chế độ cộng lên này, bác gạt ra này, đó là to, bể xuống là bé là âm thanh thấp đi. Các bác muốn qua bài, tức là cái này nó phải ghi 5 phút một lần, thì bác muốn qua sang cái chế độ khác, bác gạt sang bên đây là nó sang kia. Bác muốn lùi lại thì bấm lùi lại thế này, nó rất đơn giản và dễ dàng thao tác thôi. Đấy, cực kỳ là hay luôn. Đấy, đây là một chiếc bút camera, ghi âm mà cực kỳ là hay mà các bác quan tâm. Vâng, thì các bác quan tâm với sản phẩm này xin vui lòng liên hệ với em Quang qua số điện thoại bên dưới nhá. 0982519135 nhá. 0377403526 nhé. Với sản phẩm này bên em Quang giao hàng về tận nơi, các bác nhận hàng, các bác được kiểm tra hàng với thanh toán tiền, các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Cảm ơn các bác đã xem video và chúc các bác gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau nhé.